Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự online kỳ thứ 18 năm 2020 của Đài Truyền thanh Quyền Thọ Sơn. Chương trình thời sự online kỳ này có những thông tin đáng chú ý. Đoàn công tác Ban Tuyên giáo tỉnh ủy An Giang do bà Trần Thị Thanh Hương, trưởng ban công tác Tuyên giáo An Giang làm trưởng đoàn đến kiểm tra công tác Tuyên giáo năm 2020 tại huyện Thoại Sơn. Theo báo cáo công tác tuyên giáo năm 2020 của huyện Thội Sơn đã bám sát sự chỉ đạo của Ban tuyên giáo tỉnh ủy, Ban thường vụ huyện ủy, Ban tuyên giáo huyện ủy đã chủ động xây dựng và bám sát kế hoạch công tác hoàn thành tốt nhiệm vụ, góp phần đưa chủ trương, đường lối nghị quyết của đảng, chính sách pháp luật của nhà nước vào cuộc sống, tạo sự thống nhất cao trong xã hội, tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn. Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh trở thành việc làm thường xuyên ở các tổ chức cơ sở đảng. Qua đó có 41 tập thể và 34 cá nhân được Ủy ban nhân dân tỉnh khen thưởng. Công tác nắm bắt tổng hợp và báo cáo tình hình dư luận xã hội được quan tâm. Viết hơn 450 bài chuyên mục phóng sự vừa phục vụ công tác tuyên truyền, vừa đấu tranh phản bác các thông tin xấu, quan điểm sai trái, từ đó bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng. Năm 2020, tuy gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, nhưng công tác đào tạo bồi dưỡng lý luận chính trị, triển khai các chỉ thị nghị quyết của đảng ở các cấp, được thực hiện khẳng trương, đầy đủ và đúng quy định. Đã mở 20 lớp với 1.569 lượt học viên tham dự. Trong năm, đã xuất bản kỷ yếu Thội Sơn qua các lần đại hội 1979 đến năm 2020, công trình ngành tuyên giáo quyền Thội Sơn 40 năm xây dựng và trưởng thành kết luận buổi làm việc, đồng chí Trần Thị Thanh Hương, ủy viên ban thường vụ tỉnh ủy, trưởng ban tuyên giáo tỉnh ủy đã biểu dương và đánh giá cao kết quả đạt được trên các lĩnh vực công tác tuyên giáo của huyện Thọ Sơn. Đồng thời yêu cầu ban tuyên giáo huyện ủy duy trì tổ chức hội nghị báo cáo viên hàng tháng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, quan tâm nâng cao chất lượng công tác nắm dư luận xã hội, đề xuất kiến nghị giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh, thường xuyên quan tâm củng cố lực lượng báo cáo viên cơ sở nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền miệng, tạo sự thống nhất đồng lòng trong nhân dân, tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Từng cán bộ đảng viên phải gương mẫu là những tuyên truyền viên tích cực trong vận động và thực hiện tốt các phong trào thi đua. Thưa quý vị và các bạn, nhằm nâng cao hệ thống đèn chiếu sáng công cộng, tiết kiệm điện năng, giảm tai nạn giao thông và tiết kiệm ngân sách nhà nước, Ủy ban dân quyền Thội Sơn tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch nâng cấp sửa chữa và thay mới hệ thống đèn công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn led trên địa bàn quyền thoại sơn ông dương ngọc lắm phó chủ tịch ủy ban nhân dân quyền thoại sơn chủ trì hội nghị theo kế hoạch ủy ban nhân dân quyền thoại sơn triển khai kế hoạch cải tạo lắp mới hệ thống đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng đèn led với công suất 30 w 120 w tại 3 thị trấn là phú hòa núi sập và ốc eo tỉnh lộ 943 947 960 và các tuyến đường chính vào trung tâm các xã tổng chiều dài các tuyến chiếu sáng 283 km thiết bị đèn led mới 100% theo tiêu chuẩn châu Âu Hoa Kỳ dự kiến năm 2021 2022 đầu tư đèn led ở đô thị 3 thị trấn Phú quà núi sập ốc eo năm 2021 2023 đầu tư đèn led tuyến đường tỉnh lộ 943 đường tỉnh 960 tuyến đường tỉnh 947 và các tuyến đường nông thôn trên địa bàn quyện. Công trình lắp mới hệ thống đèn chiếu sáng trên địa bàn quyện, nguồn kinh phí nhà nước hỗ trợ 50%, các xã thị trấn vận động người dân đóng góp 50%. Phát biểu chỉ đạo ông Dương Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân quyện đề nghị phòng kinh tế hạ tầng quyện cập nhật chiều dài số bóng đèn led thay mới thống nhất với các xã thị trấn đơn vị thiết kế đưa ra mẫu thiết kế tham khảo các đơn vị liên quan triển khai thực hiện các nhiệm vụ của kế hoạch xem xét bố trí phân bổ nguồn vốn để triển khai thực hiện. Ủy ban nhân dân xã thị trấn tổ chức họp dân lấy ý kiến đóng góp kinh phí đầu tư. Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn vừa tổ chức lễ xuất quân Tết quân dân năm 2021. Ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, trưởng ban chỉ đạo Tết quân dân năm 2021, Thượng tá Nguyễn Văn Lệ, Chỉ huy trưởng ban chỉ huy quân sự huyện Thoại Sơn. Tết quân dân năm 2021 năm nay, quyền Thoại Sơn tổ chức tại xã Phú Thuận với chủ đề Tết quân dân. Đây là năm thứ tư, Ủy ban nhân dân quyền Thoại Sơn tổ chức Tết quân dân với nhiều hoạt động tặng học bổng cho các em học sinh nghèo hiếu học, sửa chữa các nhà cho các đối tượng là gia đình chính sách, hộ nghèo, quân nhân tại ngũ, xây dựng cầu đường, đường bê tông, tổ chức các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao. Các hoạt động chính Tết quân dân diễn ra từ ngày 10 tháng 12 năm 2020 đến ngày 21 tháng 1 năm 2021 Phát biểu tại lễ xuất quân, ông Nguyễn Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện, trưởng ban chỉ đạo Tết Quân dân năm 2021 đề nghị ban tổ chức Tết Quân dân phải thường xuyên rà soát kế hoạch để điều hành công việc đạt hiệu quả chất lượng tốt nhất. Cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang tham gia thực hiện công trình phải nêu cao tinh thần trách nhiệm, lãnh đạo chính quyền ban ngành đoàn thể, các cấp và bà con nhân dân cùng chung sức, chung lòng với lực lượng vũ trang địa phương để cùng nhau tổ chức một Tết quân dân thật nhiều ý nghĩa, tràn đầy niềm vui, thành công tốt đẹp. Tại buổi lễ xuất quân, ban tổ chức đã vận động và trao tặng 17 phần quà và thẻ bảo hiểm y tế cho học sinh nghèo, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn học giỏi trên địa bàn xã Phú Thuận. Đồng thời, sau lễ xuất quân, lực lượng vũ trang địa phương cùng các ban ngành đoàn thể xã, bà con nhân dân tiến hành trồng qua trên tuyến lậu chính của Ủy ban nhân dân xã Phú Thuận. nhằm nâng cao tỷ lệ thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn huyện Thọ Sơn. Ủy ban dân quyền Thọ Sơn triển khai kế hoạch mở rộng thu gom xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn. Ông Dương Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch Ủy ban dân quyền Thọ Sơn chủ trì hội nghị. Hiện nay, tổng dân số của huyện 163.427 người và số hộ gần 43.000 hộ. Phương tiện thu gom có 7 chiếc xe vận chuyển rác, tổ chức thu gom rác tại 16 trên 17 xã thị trấn còn lại xã Vĩnh Phú tự tổ chức thu gom, xử lý tại khu xử lý của xã. Tổng khối lượng chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn phát sinh là 97,96 tấn trên một ngày. Xí nghiệp môi trường đô thị thu gom xử lý 65,56 tấn trên một ngày. Tổ tự quản thu gom xử lý 3,64 tấn trên một ngày. Số hộ dân tự thu gom xử lý hơn 26 tấn trên một ngày từng bước nâng cao tỷ lệ thu gom xử lý chất thải rắn sinh hoạt, đảm bảo theo tiêu chí huyện nông thôn mới nâng cao. Quyện sẽ mở rộng thu gom xử lý thêm 28 tuyến trên 14 xã thị trấn, với tổng chiều dài 79,6 km, khoảng 5.274 hộ tham gia mạng lưới thu gom xử lý chất thải rắn. 28 tuyến đường này, Ủy ban Nhân dân 14 xã thị trấn tổ chức thu gom rác sinh hoạt trên các tuyến đường nhỏ, sau đó tập trung ra tuyến đường chính để xe đến thu gom xử lý tại nhà máy xử lý rác sinh hoạt. Phát biểu kết luận hội nghị, ông Dương Ngọc Lắm, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quyện đề nghị các đơn vị có liên quan hỗ trợ xe kéo và thùng kéo thùng rác cho địa phương. Ủy ban Nhân dân xã thị trấn tuyên truyền dẫn động người dân tự thu gom xử lý rác tại chỗ, không dứt rác ra kênh rạch, đảm bảo vệ sinh môi trường. Đoàn Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang do ông Phạm Thái Bình, Phó Chánh Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang đến kiểm tra tiến độ xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao tại xã Bình Thành. Sau khi khảo sát thực tế tại địa phương và kiểm tra hồ sơ minh chứng của từng tiêu chí chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới nâng cao, đoàn được nghe xã báo cáo kết quả thực hiện xây dựng xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2018-2020. Hiện tại thu nhập bình quân đầu người đạt trên 60 triệu đồng một người một năm. Tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn 0,76%, đạt theo chỉ tiêu quy định. Đến nay, có 100% các tuyến đường trung tâm xã, đường dân sinh đều được nhựa quá, bê tông quá. 100% các tuyến kênh mương nội đồng đều được kiên cố quá. Tỷ lệ hộ dân sử dụng điện thường xuyên đạt 99,49%. Hộ có nhà tiêu hợp vệ sinh đạt trên 80%. Theo lộ trình đến cuối năm 2020, xã tiếp tục giữ vững nâng chất các tiêu chí và chỉ tiêu đã đạt được, đồng thời phấn đấu thực hiện đạt các tiêu chí chỉ tiêu còn lại. Tại buổi làm việc, đại diện các sở ngành tỉnh và huyện đã đề xuất các giải pháp để tháo gỡ những khó khăn nhằm thực hiện những tiêu chí chưa đạt. Đồng thời đề xuất một số nhiệm vụ trọng tâm như cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động người dân hiểu rõ tầm quan trọng để cùng nhau xây dựng nông thôn mới, đặc biệt là các tiêu chí chưa đạt. Bên cạnh đó cần rà soát, củng cố hoàn thiện hồ sơ minh chứng các tiêu chí đã đạt, thường xuyên nâng chất các tiêu chí đã đạt và tập trung thực hiện các tiêu chí còn lại. Thưa quý vị và các bạn, mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của công ty trách nhiệm hữu hạn nông trại An Giang do chị Nguyễn Ngọc Quỳnh Trân, phó giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn nông trại An Giang phụ trách đã mở ra hướng đi mới cho nông nghiệp của địa phương hiệu quả kinh tế của mô hình này mang lại khá cao, sản phẩm an toàn cho người sử dụng. Dân chương trình thời sự online kỳ này, chúng tôi xin giới thiệu mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng tại ấp Phú An, thị trấn Phú Hòa. Hiện nay, công ty trách nhiệm hữu hạn nông trại An Giang đã đầu tư 4 nhà màng, mỗi nhà màng 1.000 m vuông, với nguồn vốn đầu tư 4 nhà màng là 1 tỷ 200 triệu đồng để trồng dưa lưới. Bên cạnh trồng dưa lưới là chủ lực, công ty còn trồng thử nghiệm dưa lê kim hoàng hậu, dưa lê vàng Hàn Quốc. Nhờ chăm sóc đúng quy trình, theo dõi chặt chẽ chế độ dinh dưỡng, nên sau khi hạt dưa lưới được gieo từ 10 đến 12 ngày, thì sau 75 ngày trồng, một nhà màng với diện tích là 1 000 m vuông trồng dưa lưới sẽ thu hoạch trên 1 tấn trái, trọng lượng từ 1,3 đến 1,5kg mỗi trái giá bán khoảng 30.000 đồng trên một kg Sau khi trừ chi phí, mỗi vụ cho lại khoảng 30 đến 50 triệu đồng một vụ. Trong tháng 2 năm 2020 vừa qua, sản phẩm dưa lưới của công ty trách nhiệm hữu hạn nông trại An Giang đã đạt chứng nhận việt gáp. Hiện tại, sản phẩm được cung ứng cho hệ thống siêu thị Sata Food ở thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Cần Thơ và các sạp trái cây lớn ở thành phố Cần Thơ. Cái hiệu quả kinh tế thì mình thấy cái này thì Thứ nhất đó là cái về cái nhân công đó, thì nó cũng um, rút rút nói chung là giảm giảm hơn là cái cái phương pháp mà truyền thống so với bên ngoài cái thứ hai nữa là cái thời gian mà mình um, quay vòng sản xuất là nó cũng ngắn hơn nữa à, thì mình thấy điều đó thì mang lại hiệu quả kinh tế cũng khá là lớn yeah. so với những cái cái phương pháp trồng truyền thống hoặc là những cái loại một số cái cây trồng truyền thống yeah. nha với hiện tại thì cho đến hiện tại thì dưa lưới thì mọi người cũng bắt đầu là cũng ưa chuộng và cũng có cái nhu cầu cũng lớn hơn so với lúc trước. Mô hình trồng dưa lưới trong nhà màng ứng dụng công nghệ tưới nhỏ giọt của công ty trách nhiệm hữu hạn nông trại An Giang đã mở ra hướng đi mới trong sản xuất nông nghiệp ở địa phương. Đây cũng là cơ hội giúp nông dân tiếp cận với kỹ thuật công nghệ tiên tiến để tạo ra sản phẩm sạch, an toàn cho sức khỏe người tiêu dùng. Chương trình thời sự online kỳ thứ 18 năm 2020 đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình thời sự online kỳ sau. Thân ái chào tạm biệt.